đâu chồng? Con nhỏ lắm. Ừ, con nhỏ lắm. Đúng rồi. Con nhỏ mà con đi chợ được là con mới nhỏ rồi. Mẹ, con muốn đi kiếm mẹ. Đi kiếm mẹ. Đâu? Mỗi người 50k là trưa nay là mình chỉ được có 100k để ăn trưa cho 4 người á. Thôi bây giờ á, cái này con cầm được hay không? Hay là đưa cho anh Si cầm giùm con? Tụi này là tiền á. Không, con muốn đi chợ đâu chồng. Con đi đi, con đi đi để con mua đồ về để mẹ làm cho con ăn. Con muốn không, con sợ. Con không sợ, có anh Si bảo vệ con. Rồi, xin mời hai bé. Mẹ. Thấy chưa? Không có lo mẹ ngay đây rồi. Anh Si thương con nhỏ lắm. Ừ, con nhỏ lắm. Đúng rồi, con nhỏ mà con đi chợ được là con mới giỏi. Đúng rồi, con đi mua về là giỏi luôn á. Đúng, giỏi đó, luôn á. Nhỏ nào cũng giỏi được như con. Đúng rồi, dũng cảm luôn á. Về là ông bà ngoại con, bà ngoại vui, bà ngoại hạnh phúc luôn á. Em Meli sao mà giỏi quá vậy? Ba vui lắm à. Ba vui lắm luôn á. Mà con đâu có phải đi một mình đâu. Được ghê, giống như là như cái tập thoại trước thì anh bồng em nha, hay anh dắt em nha. Dắt em đi nha. Mày đứng mỹ, cô đứng ở đây rồi nè, không có nói nhiều nữa. Ngoan. Ủa đu giống Spider-Man mất ta. Con như vậy kỳ lắm, con như vậy kỳ lắm. Bố mẹ không cho con đi nữa luôn. Con kia con giỏi, con dũng cảm. Đứng đây, đứng đây, con đứng đây. Mẹ đứng ngay đây, rồi con đi lại con mua đồ với anh thôi, có gì khó đâu. Đông người bình thường thôi, con phải tập. Con phải tập như vậy con mới giỏi, mới lớn được. Hai anh em đi đi con. Đi. Đi rồi. Rồi mẹ đứng ngay đây. Sao, bye bye. Nắm chặt tay anh Si, cùng tập. Tiến vào chợ thôi nào. Cả bữa trưa hôm nay phụ thuộc vào hai anh em mình đó. Trời ơi. Mệt, trời lắm nữa. Bữa cũng vậy. Mẹ lấy gì mẹ? Lấy gì? Mẹ không được nói. Con muốn mua gì cũng được. Có tiền rồi, con có 100 ngàn rồi. À, 100 ngàn cô bán cho được 400 ngàn ra. Nếu mà có số, có ít gram hơn được không cô? Dạ, con lấy ba khoảng chừng 50. Ít rồi, hai đứa người luôn. Cá hộp nó sẽ như bông. Con tặng mẹ đâu. Chưa nên mình ăn hương hoa. Bó hoa tặng mẹ rồi, hoặc là trái thanh long rồi đó. Hồi đó con cái clip mà con chỉ nhớ nhiêu đó thôi. Lúc mà nấu ăn thì người ta cần bỏ tỏi vô để cho nó thơm. Với lại có cần hành, với lại bò, với lại rau. Bằng những kinh nghiệm xem YouTube, anh Si có vẻ rất tự tin vào tay đi chợ của mình. Nhưng dừng lại khoảng 2 giây nào, hình như có gì đó sai sai. Dạ vậy thôi cho con mua tỏi. Dạ con mua 35 ngàn tô thối. Dạ. Tại chị mua ký vậy, ký nhiều lắm á. Rồi. Do con mua 400 gram thôi. Bắt hồn nha con. Ở đây có hành không cô? Vậy con mua 15 ngàn. Đây cô đồng xong rồi về đó. Chị con ra tiền xong rồi nè. Rồi. Còn dư 21 ngàn rồi. Đi mua nó đi. Hai con muốn đi kiếm mẹ. Đi kiếm mẹ. Đâu? Thôi đi ra. Sao? Mua được thịt bò rất là giòn. Trời đất ơi, em mua tỏi gì vậy? Trời ơi, bà tóc kìa. Mua được tóc dữ vậy? Trời không cần, con chưa có đồ ăn. Hả?
Con chưa có đồ ăn. Con chưa có đồ ăn hả? Mặc dù khóc từ đầu đến cuối đường đi, nhưng Cún luôn nhớ về nhiệm vụ. Chỉ là nhớ mẹ quá nên không có tâm trạng để làm thôi. Mình sẽ có món tỏi. Món tỏi. Món bò tỏi tần ô. Bò tỏi xào canh là canh tần ô nè, với lại bò xào của hành. Rồi. Với tỏi đúng không? Đúng, nhưng mà tỏi mua hơi nhiều nha. Tỏi đi đem về xài được thêm tháng hay tháng này nữa. Anh ơi. Hả? Nhớ mẹ. Mẹ đứa lên mà. Anh nó con bị té nó ăn cái sổ à. Cái này đẹp không? Đẹp. Thấy cái này đẹp không? Đẹp. Con thấy làm anh dễ. Tại vì nếu mà mình thương em của mình thì mình chăm nó mình không có thấy khổ. Nhưng mà nếu mà mình không có thương em của mình mà mình ráng chăm nó thì mình sẽ rất là bực mình. Cái lá mà bị vàng rồi nè. Một lần nữa rời xa mẹ, nhưng Cún đã nhanh chóng quên đi nỗi lo vì ông anh tâm lý. Hôm nay em đi có vui không? Vui là chị nhớ mẹ. Nhớ mẹ hả? Con khỉ này tên gì? Minh Kỳ. Đi sắp tới rồi đó. Mẹ anh cứ khỏe mạnh không anh? Mạnh. Cái khỏi con nắm tay để con cứ sợ nắm tay quá. Và sau khi biết được tình hình sức khỏe của anh thì cô nàng đã yên tâm hơn hẳn. Anh có nhớ mẹ của anh không? Không. Ủa sao anh không nhớ? Tại vì gần đây mà, sao mà nhớ được. Đi. Bướm á. Nếu mà anh đi lạc mẹ, anh có nhớ mẹ không? Không. Không, nếu anh đi lạc mẹ á, đi lạc rồi thì bị bắt cóc á, thì phải gọi báo cảnh sát. À. Phần thưởng của hai anh em chính là trứng và gà, với điều kiện là kiếm được cái nào thì lấy cái đó. Con không muốn bắt trứng gà, anh bắt giùm con không ăn. Không, bây giờ mình phải bắt chung. Đi. Bắt đâu vậy? Đó. Nào. Vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây nào. Ơ. Chú ơi, chú mà tại con sợ, con không muốn bắt gà. Gà nó có mổ mình không ta? Hello. Trời ơi, cái con gà này. À, cái lỗ này đựng trứng hả? Trời ơi, ơi, khoan vô cái đầu. Ngu luôn á. Trứng gà đâu rồi ta? Không được bay nha.
thoại bác nha. Si sợ mấy con hơi giống con gà. Con mà có lông vũ. Lông vũ là sợ. Tại vì hồi trước là si đi ngang qua thấy một giống như một cái con chim mà nó bị chết nên thế từ đó nhìn rất là ám ảnh. Nên sợ luôn. Trời gặp thương vậy. Anh ơi. Anh. Dạ ơi, dạ cô biết. Dạ ơi, dạ cô biết trứng gà ở đâu mà mình không biết trứng gà ở đâu, gà hỏi cho mình nghe coi gà. Gà. Gà hỏi. Muốn hỏi không bà? Trứng gà ta. Chú ơi, chú có biết trứng gà ở đâu không? Cô biết trứng gà ở đâu không? Chú biết trứng gà ở đâu không chú? Đi hỏi gà đi con. Trời. Đứt gà bó tay. Khô rồi, nó có dây này nó không cột luôn đó. Nó bay nó mới dây giật cột rồi nữa. Dạ sao chú? Nó sợ nó hả? Trời ơi. Gà ơi. Ăn gà không? Thôi. Gà phải chín chứ. Nè, đè quả trứng hư á. Cô trùng quả trứng hư. Dạ con mang về nha. Con chào chú. Chào chú nha. Con cảm ơn chú. Dạ con cảm ơn chú. Vui quá. Em gà ơi. Em muốn giùm đi. Ngứa à. Anh phải làm đấy. Tại anh tôi thấy anh mập quá. Thêm xíu nữa đi. Rồi, ok. Miếng một đêm. Bình thường nấu ăn cũng đâu có ra ngoài nắng mà ngồi mà nấu vậy. Không có đâu, tại vì ý là chương trình muốn cho mình trải nghiệm á. Bình thường là mình nấu ăn trong nhà mát, nhiều khi máy lạnh nó không có tốt cho sức khỏe. Mình phải ra thiên nhiên để mình hít thở không khí trong lành đó chị. Mà còn nghe tiếng chim đó. Đúng rồi. Không biết hai đứa con của mình nó đi thì sao rồi ha. Không biết nó đi xin được cái gì nữa. Không biết sao nữa. Không biết người ta cho gì hay tới gì. Hóc quá cái không thèm cho gì bắt về. Lúc đó thấy chắc tội lắm. Thảm. Bình thường là tới bữa ăn cơm là cái nào xong là Si ơi ra ăn cơm, cuối nó ra ăn cơm. Còn hôm nay bây giờ là thấy lăn xả. Cái này gọi là muốn ăn phải lăn vào bếp luôn rồi đó. Hai mẹ đang lo lắng hơi thừa rồi. Người ta đang rất vui vẻ đấy nhé. Không có khóc. Đừng con đi chơi thì mà khóc cái gì. Rớt nước mắt luôn á trời. Dẫn con đi chơi mà khóc cái gì. Không kìm được luôn á. Xúc động. Vậy thì nó cuốn nó quay lại nó. Ủa sao mẹ khóc mẹ nhớ con quá. Chị ơi, ngọn lửa cao nguyên lên rồi nè. Sao em làm hay vậy Quỳnh Anh? Trời em hay lắm chị ơi. Em sinh ra là để làm chuyện này rồi. Ủa không được. Em làm nghệ thuật. Rớt nước mắt luôn á. Đừng có khóc mà, có gì đâu. Nhanh lên, em đang chưa ăn cái thau nữa đi.
đừng có để nó ngã nha. Rồi coi như hôm nay không có trứng ăn luôn á. Ăn quá. Nhìn cái gì mà nhìn. Sắp lên đi. Sắp lên mông rồi đó con. Gì mít con. Ăn quá. Ủa sao con mình đi lâu quá vậy ta. Lâu thiệt ấy. Quá trời vui luôn hả? Quá trời vui.